Thừa Thiên Huế, chăm sóc đặc biệt con của sản phụ tử vong do Covid-19. Sau 3 ngày được mổ lấy thai, sản phụ PLTN tử vong vào tối ngày 20 tháng 8 với chẩn đoán mắc Covid-19 nặng, nguy kịch, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển nguy kịch, viêm cơ tim, sốc tim, rối loạn nhịp tim. Sáng ngày 22 tháng 8, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Thừa Thiên Huế, Hoàng Thị Lan Hương cho biết hiện sức khỏe con gái của sản phụ PLTN đang tiến triển tốt. Mỗi ngày, đơn vị sẽ cử ba kiếp trực luân phiên để chăm sóc đặc biệt cho cháu bé. Trước đó, Sản phụ PLTN, 27 tuổi, ngụ phường An Cựu, thành phố Huế, đi tàu từ thành phố Hồ Chí Minh về Thừa Thiên Huế và được cách ly tập trung tại trung tâm cách ly tập trung T4, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang. Ngày 8 tháng 8, sản phụ có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 và được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Chân Mây, huyện Phú Lộc. Ngày 16 tháng 8, sau khi có biểu hiện sốt, khó thở, sản phụ PLTN được chuyển đến trung tâm cách ly và điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2, huyện Phong Điền để tiếp tục điều trị. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm COVID-19 mức độ vừa, thai con sau so 31 tuần và dọa sinh non. Bệnh nhân có tiền sử điều trị BCD, bưu giáp độc lan tỏa không thường xuyên. Sau 3 ngày được mổ lấy thai, sản phụ PLTN tử vong vào tối ngày 20 tháng 8 với chẩn đoán mắc COVID-19 nặng nguy kịch, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển nguy kịch, viêm cơ tim sốc tim rối loạn nhịp tim, bệnh lý BCD cơn bạo giáp, rối loạn đông máu, hậu phẫu mổ lấy thai ngày thứ ba và hồi sức tích cực không hồi phục. Sau mổ, bệnh tình sản phụ chuyển biến nặng, hôn mê, không tỉnh lại. Đơn vị đã tập trung tối đa mọi nguồn lực, thuốc men đầy đủ và triển khai nhiều kỹ thuật bao gồm ECMO, lọc máu CRT, thở máy, hạ thân nhiệt chỉ huy nhưng bệnh quá nguy kịch nên sản phụ đã không thể qua khỏi, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ. Ngoài ra, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cũng đã thực hiện bộ lấy thai cho hai trường hợp nhiễm COVID-19 khác đang điều trị tại đây. Hiện nay, sức khỏe các cháu bé diễn biến tốt. Dự kiến, trong thời gian tới, các bệnh nhân và con sẽ được xuất viện sau khi được điều trị khỏi COVID-19. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.